Kính chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý thầy cô và các bạn cái phần là tạo một lục tự động trong Word 2003. Thì để tạo được một lục thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái trang Word gồm nhiều trang, và chúng ta sẽ hướng đến cái mục lục tự động rất là nhanh. Ví dụ trên đây là tôi có một cái tài liệu tôi làm sẵn. Ví dụ phần này, ví dụ giờ tôi muốn tạo một lục, ví dụ đầu tiên là dòng là phần mở đầu, rồi trong cái phần mở đầu này nó sẽ có cái lý do chọn đề tài. Cái phần mở đầu này chính là cái cấp 1, lý do chọn đề tài này là cấp 2. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có đối tượng nghiên cứu là cấp 2, và phạm vi nghiên cứu là cấp 2, rồi phương pháp nghiên cứu là cấp 2. Rồi tiếp theo là cái phần nội dung thì nó sẽ trở về cấp 1, và cái cơ sở lý luận này sẽ là cấp 2. Và tương tự như vậy cho đến hết phần. Ví dụ phần C là phần kết luận. Vậy thì phần này nó sẽ là cấp 1. Và tài liệu tham khảo này cũng là cấp 1. Bây giờ chúng ta tiến hành làm. Thì sau khi soạn xong thì cái mục lục thường thường là chúng ta sẽ làm ở trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng tùy theo các bạn. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ vào phần Insert, chọn Reference, chọn Reference. Sau đó chúng ta sẽ chọn là mục Index Table, mục Index and Table. Trên đây có nhiều cấp độ để chúng ta làm một cái mục lục tự động. Và thông thường thì người ta sẽ dùng là table and content. Và trên đây thì những cái mục hướng dẫn chúng ta, ví dụ đây là mục sao file number là hiện số trang. Còn chúng ta nếu không cho hiện thì chúng ta bấm vào mục này. À, mục này là bright apply, là canh bên trái. Khi canh bên trái thì chúng ta sẽ hiện ra nút tab. Và dưới đây là cái mục tab level, có thể là dấu chấm hoặc là gạch ngang. Và bên đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hyperlink. Ví dụ chúng ta chỉ cần click vào cái trang 1, heading 1 thì nó sẽ di chuyển tới cái trang mà chúng ta đã mặc định. Rồi heading 2 thì nó sẽ di chuyển tới cái trang số 3 chẳng hạn. Và mục dưới đây là chúng ta sẽ nhấn vào đây này, nó hiện thanh thu 3 ở trên. Đó, ví dụ thanh thu 3 là bên đây. Để chúng ta việc tiện lợi cho việc lựa chọn. Và trên đây là cấp độ, tùy theo cấp độ chúng ta nó làm. Đó. Còn cái mục đây là tùy chọn ở trong đây. Cấp 1, cấp 2. Chúng ta có thể thêm vô nữa là cấp 4 chẳng hạn. Cấp 4 thì chúng ta gõ ở đây là cấp 4. Thì ở đây chúng ta sẽ gõ cấp 4 ở ngoài này, thì sau đó chúng ta sẽ ok. Thì ở ngoài này nó sẽ hiện cấp 4, hoặc là chúng ta sẽ vô trong đó chúng ta chọn, hoặc chúng ta chọn trên đây là cấp 5, cấp 6 ha. Rất là nhiều cấp. Và bài này như là có 4 cấp thì chúng ta sẽ chọn 4 cấp. Rồi mục này Modify thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh từng cái phông của nó. Ví dụ ở đây chúng ta chọn phông, do cái văn bản của tôi là phong Thai New Roman, cho nên tôi sẽ chỉnh ở đây là phong Thai New Roman bằng cách là Modify. Chúng ta sẽ chọn ở đây là phong Thai New Roman, và tùy theo chúng ta sẽ chọn phong, hoặc là chúng ta một lát chúng ta sẽ chỉnh nó ngoài sao cũng được. Vậy thì lúc này nó sẽ hiện phong Thai New Roman. Tùy, chúng ta không chỉnh thì cũng được, chút nào kia chúng ta sẽ chỉnh sao. Rồi sau đó chúng ta ok. Thì do cái văn bản chưa có định dạng gì hết, thì khi mà bấm vô ok thì nó sẽ hiện ra mục này, đó là to add and remove item. Và sau đó chúng ta nhấn vào ok thì nó hiện ra cái mục lỗi. Thì chúng ta xóa cái mục này, xóa cái mục này. Và bây giờ chúng ta tiến hành tạo mục lục. Thì cách tạo mục lục thì có nhiều cách. Chúng ta có thể khối ở đây. Chúng ta sẽ nhấn vào cái ở trên đây, chúng ta sẽ chọn cái mục heading 1 chẳng hạn, heading 1 ở đây.
đi một đó. Thì hồi nãy chúng ta đã mặc định phong này nó thì Roman, nhưng mà trong quá trình là nó hiểu thì nó hiểu Adrian, cho nên chúng ta sẽ chọn là phong thai New Roman ở trên đây. Rồi, thai New Roman. Chúng ta có thể chỉnh lại cái kiểu là 18 chẳng hạn. Không chữ 18. Rồi, cái mục này là cái mục Level 2, Hidden 2. Nha, Hidden 2. Hidden 2 chúng ta chọn ở đây. Hoặc là chúng ta sẽ nhấn trực tiếp bằng phím là Control Internet 2. Hồi nãy thì cấp độ 1 thì là Control Internet F, Control Internet 1. Bây giờ chúng ta sẽ chọn Control Internet 2. Khi chọn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái phông chữ nó bự hơn. Chúng ta có thể chọn ở trên đây. Hidden 2. Nó cũng ra như vậy. Một cách chúng ta sẽ chỉnh lại thay như rồi mà phông chữ là ví dụ 12 thôi. À, để coi nhân bản này phông chữ 13. À, vậy thì tôi chọn phông chữ này là 13 cho nó bằng. Rồi chúng ta sẽ canh trái. Thì do nhiều cấp độ giống nhau như thế này thì chúng ta chỉ cần cầm cái chổi đây, chúng ta quét, nhấn lít đúp vào đây. Đó, thì biểu tượng bây giờ nó sẽ ra cái chổi. Chúng ta sẽ kéo xuống cái trang đối tượng nghiên cứu. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái mục thứ hai, nó là một đối tượng nghiên cứu. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ kéo xuống chọn là phạm vi nghiên cứu. Rồi phương pháp nghiên cứu. Rồi tới bây giờ thì nó là mức độ là cấp 2, cấp 1, phần nội dung. Nhưng mà trước khi làm này chúng ta còn cơ sở lý luận là cấp cấp 2 đi. Chúng ta do rõ nãy là vẫn giữ nguyên cái đó. Rồi chúng ta sẽ chọn đây luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cấp 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 1. Rồi chúng ta thoát cái này. Rồi chúng ta nhấn vào đây, chúng ta chọn là cấp 1. Chúng ta chọn đây là do hồi nãy đã có sẵn rồi, chúng ta chọn đây là Hidden 1. Hidden 1. Rồi chúng ta nhấn vào này, chúng ta sẽ quét. Tương tự như vậy chúng ta nhấn hai cái ha, hai cái. Nhấn hai cái đi chi? Nhấn hai cái là để cái biểu tượng cái chỗ này nó sẽ xuất hiện nhiều lần đi. Rồi một cơ sở lý luận là một cấp độ 2 thì cơ sở thực tiễn cũng là cấp độ 2. Kéo tiếp trong cấp độ 2. Rồi bây giờ trong cái cấp độ 2 này nó sẽ có cấp độ 3. Thì chúng ta sẽ chọn như thế này, chúng ta sẽ chọn là hidden 3 là bằng cách là chúng ta khói này lại. Chọn hidden 3. Hidden 3 đây. À, hidden 3. Rồi. Đây là phông chữ thai New Roman, chúng ta cũng đồng ý vậy. Thai New Roman 13. Rồi mình giờ chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ quét mục 3.2. Click đúp vô mục 3.2. Mục 3.2. Rồi trong cái mục 3.2 này nó lại thêm có mục cấp 4 nữa. Chúng ta cũng tiến hành làm như vậy. Chúng ta tiến hành làm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quét là 3.2 trước đi ha. 3.2 rồi 3.3. Để một hồi thì chúng ta sẽ quên. Tôi sẽ đi kiếm 3.2. 3.3. Đây, 3.3 nằm đây. Rồi, vậy là xong cái cấp độ 3. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại là cấp độ 4. Rồi, cấp độ 4. Tôi nhấn lên đây một cái cho mắt.
cấp độ 4 thì chúng ta sẽ chọn đây là cấp độ 4. Heading 4. Rồi chúng ta sẽ chỉnh phông lại này. 10, 13. Rồi chúng ta sẽ dùng cái chổi nhân W, chúng ta sẽ quét. Hit 3.2.2, 3.2.3. Rồi 3.2.4. Rồi 3.2.5. Kiếm được cái còn không? À rồi, vậy là xong cái phần mức độ cấp 4. Bây giờ chúng ta sẽ ra răng tiếp theo. Nó là phần kết luận. Phần kết luận này thì gì? Nó sẽ trở về là cấp độ. Cấp độ 1 là hitting 1 ha, hitting 1. Hitting 1. Chọn Tiny Roman 18 nè. Rồi. Nhưng ta đến W. Chúng ta sẽ quét cái phần mục lục. À, tài liệu tham khảo. Đó. Có thể những cái tài liệu này chúng ta sẽ canh giữa. Ha, canh giữa cho nó đẹp. Canh giữa. Phần C kết luận này chúng ta sẽ cùng canh giữa luôn. Phần B chúng ta sẽ tiến hành làm đó chính là phần nội dung. Nội dung và cái phần ban đầu đó là phần mở đầu. Giờ là xem như đến đây chúng ta đã thiết kế được xong một phần. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái bước 2. Đó là cả phần tạo mục lục tự động. Tạo mục lục thì chúng ta sẽ đặt con trỏ dưới phần mục lục. Mục lục này chúng ta có thể đánh thêm ha, hoặc chúng ta là không đánh cũng được. Chúng ta sẽ vào menu Insert ha, menu Insert. Sau đó chọn Reference. Rồi chúng ta sẽ vào Index and Table. Thì theo như hồi nãy á, thì chúng ta vào thì nó không có gì cho nên nó báo lỗi. Còn bây giờ chúng ta vào thử coi còn báo lỗi hay không. Do bài này có nhiều cấp độ, chúng ta sẽ chọn là cấp độ 4 cấp độ. Hình như là có thể là 5 cấp độ, chúng ta sẽ chọn 5. Rồi, sau đó chúng ta sẽ OK. OK. Thì do cái ban đầu nãy chúng ta đã thiết lập cái phông này là phông Tiny Roman, bây giờ nó hiểu nè, phông chúng ta chỉ chọn hai cái ha. Đó. Nãy là TO1, TO2, nhưng mà TO3 thì bắt đầu nó xuất hiện phông Vanity. Thì chúng ta có thể làm trực tiếp chúng ta khói ở đây, chúng ta sẽ chọn là phông Tiny Roman. Đó, chọn vậy cho nhanh, chúng ta không cần trang trí giống như hồi nãy. Rồi bây giờ chúng ta muốn coi cái tài liệu tham khảo này ở trang số 17 cho nó đúng hơn, bằng cách chúng ta sẽ nhấn vào nút Control và chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ tự động di chuyển tới cái tài liệu tham khảo và chúng ta sẽ xem phải trang này phải trang 17 không. À, đúng là trang 17 rồi. Chúng ta sẽ trở về đầu. Chúng ta có thể xem bất kỳ một cái trang nào đó, ví dụ trang cơ sở lý luận này là trang 4. Chúng ta sẽ nhấn vào cơ sở dữ liệu và nhấn Control Delete, nghĩa là trang này có phải trang số 4 hay không. Kéo xuống thì đúng là trang số 4 rồi. Rồi vì lý do nào đó bây giờ cái phần mở đầu này nó không phải là trang 1 nữa mà nó là trang số 2 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ tiến hành làm ở đây. Chúng ta sẽ chọn Property. Chúng ta sẽ chọn Property. File Number Format. Chúng ta sẽ định dạng này là trang số số 1. Thì bắt đầu do trang đầu tiên nữa là trang số 1. Thì này là trang số 2. Đó, trang số 2. Đó. Còn do cái trang đầu tiên này chúng ta không có hiện mục lục trang thì chúng ta thấy
Này, răng số 2. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái phần mục lục. Chúng ta muốn cái phần mở đầu này là trang số 2 theo như chúng ta đã làm ở trên đây. Đó, mục lục là trang số 2. Chúng ta sẽ trở về cái ban đầu, chúng ta sẽ nhấn vào cái mục update to. Thì ở đây có hai dòng, một là update những cái số trang, còn cái mục dưới đây là update toàn bộ lại cái mục lục này. Thì do chúng ta chỉ cần update cái số trang thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Nó sẽ ok. Thì bây giờ mục lục nó sẽ trở về trang số 2. Đó là cái phần update show file. Bây giờ chúng ta thấy cái phần 3.1, 3.2, 3.3 phương pháp. Bây giờ nó có thêm một cái cấp độ nữa. Có thêm một cấp độ nữa. Thì sao? 3.2.1 chúng ta sẽ di chuyển tới đó. Chúng ta sẽ di chuyển tới đó bằng nút là Ctrl Delete. Rồi để cái 3.1, 2.1 nó không có. Nhưng mà 3.2.4 là có một phương pháp sử dụng định nghĩa nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục này. Để coi đây là cấp 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là cấp 5. Hidden 5. Hidden 5. Hidden 5 là mình đã có rồi đó. 3.2.4. Hidden 5. Ta sẽ chọn đây. Hidden 5. Nó kéo ra ngoài này. Kéo xích vô trong. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Click đất bên này, chúng ta sẽ đi xuống như đây. Phương pháp sử dụng định nghĩa B. Một A, bây giờ chúng ta sẽ kiếm một B. Một B. Một C. Một C. Một D. Phương pháp tổng hợp. E là phương pháp quy nạp. Phương pháp quy nạp. Rồi, phương pháp bất định thức Cauchy. F. Như là xong cái phần cấp độ 5. Hit 5. Chúng ta sẽ di chuyển lên đây. Khi mà chúng ta update, khi chúng ta làm như vậy thì trên đây nó chưa có hiện ra. Chúng ta chưa có hiện ra. Bây giờ muốn hiện ra thì chúng ta sẽ chọn update to TOC và chúng ta sẽ chọn mục dưới đây. Mục dưới đây nó là update entire table. Update entire table. Như thế này thì nó vẫn chưa ra. Chưa ra thì chúng ta sẽ vào các bạn insert reference, chọn index and table. Chúng ta sẽ chọn ở đây là một level 5. Show level 5. Ok. Và chúng ta sẽ chọn display. Thay thế cái bảng cũ hồi nãy. Cái phần này thì nó do không có mục lục nè. Ta sẽ chọn lại cái phần này. Ta xóa. Này nãy chắc làm nó bị dư này. Cho. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy trong cái phần phương pháp này nó lại có phương pháp sử dụng. Đó. Chúng ta sẽ chọn cái phông chữ này lại, đó là phông thai New Roman. Việc update entire này á, thì chúng ta phải nó định dạng toàn bộ cái trang mục lục này. Mục lục này chúng ta cũng không cần. Chúng ta sẽ xóa bớt những cái nào nói chung là không cần thiết, chúng ta sẽ xóa. Như là trang phần mở đầu này nó sẽ là trang số 3 theo như mình định dạng hồi nãy sẵn.
Nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở về cái trang này là trang số 1 thôi. Bằng cách là chúng ta nhấn vào cái trang này là trang 0. Chúng ta sẽ update lại. Chúng ta sẽ nhấn vào mục update lại. Chúng ta xem thử vấn đề đặt ra này có phải là trang số 5 hay không. Như là nội dung và vấn đề đặt ra là trang số 5. Như vậy thì tôi đã trình bày cho quý thầy cô và các bạn xong cái phần là tạo mục lục cơ bản. Thì đối với cái phần này thì trên mạng rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy nó cũng không có đầy đủ cho lắm, cho nên tôi sẽ trình bày lại cho quý thầy cô và các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong cái việc là tạo mục lục tự động đối với cái bài là đề tài hoặc là sáng kiến kinh nghiệm. Chúc quý thầy cô thực hành tốt cái phần này.